mát thần ni ra già du ba ca ta hát tiếp như cỏ sa dụng nấm tất bị quả đức tai hạnh sa môn tà giải tất bị đọa địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cú sô gia thà đúc ca hi tù hát tha mê hòa nú cằn tá tí xà mạnh nhằn đúc ba ra mát thằng ni ra già du ba cá tá tí. Cú sô gia thà đúc ga hi tù hát tha mê hòa nú cằn tá tí xà mạnh nhằn đúc ba ra mát thằng ni ra già du ba cá tá tí. Cú sô gia thà đúc ga hi tù hát tha mê hòa nú cằn tá tí xà mạnh nhằn đúc ba ra mát thằng ni ra già du ba cá tá tí. Ai người lấy cỏ cú sa nếu ta dụng nắm thịt da cắt lìa hạnh sa môn cũng thế kia nhìn thân không khéo dao lìa chém mình. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời sư Simon. Sa thứ lành thay. Cảm ơn chị Rạng Đông. Nam mô Bức Thầy Giá, Nam mô Thanh Mai Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Pháp Trang, Cô Tu Nữ Khánh An và Ái Minh kính chào quý anh chị. Dạ. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 311. Cú sô gia thà đúc gia hi tù hát tha mê hòa nu cành ta tí sa man nhân đúc ba ra mát thần ni ra già du ba ca tha tí. Cú sô gia thà đúc gia hi tù hát tha mê hòa nu cành ta tí sa man nhân đúc ba ra mát thần ni ra già du ba ca tha tí. Cư xa gia tha được gia hi tô ha tha mê qua nu căn ta tì xa mạnh nhân đức bà ra ma thăng ni ra gia dư ba ca tha tì như cỏ sa vụn nấm tất bị hoại đức tai hạnh sa môn tà vại tất bị đọa địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Cư xa gia tha được gia hi tô hà tha mê hoa nú cành ta tì sa man nhân đớp ba ra ma thần ni ra gia du ba ca tha tì cứ sơ gia tha đúc gia hi tô hà tha mê hoa nú cành ta tì sa man nhân đớp ba ra ma thần ni ra gia du ba ca tha tì. Ai người lấy cỏ cu sa nếu tai vụn nấm thịt da cắt lìa hạnh sa môn cũng thế kia nhìn thân không khéo dao lìa chém mình. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và em kính mời chị Xuân Mai tiếp theo ạ. Ô gì hả chị? Dạ Xuân Mai cảm ơn Ái Minh. Dạ con Xuân Mai năm một con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ, xin mang kính chào chư quý cận sự. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con xin mai con kính đọc pháp cú 311. Cú xá giá thà đúc gá hi tô hát tha mê quá nú càn tá tí sa man nhân đúc bá ra mát thằng ni ra già du bá cát tá tí. Cú sô giá thà đúc gá hi tô hát thà mê quá nú cành tát tí sa man nhằn đúc bá ra mát thằng
ni ra già giúp ba cách tha ti cú sồ giá thà đúc gá hí tồ hát tha mê quá nú càn tá tí xà màn nhằn đúc ba ra mát thằng ni ra già giúp ba cách tha ti cú sồ giá thà đu gá hí tồ hát tha mê quá nú càn tá tí sa man nhang dup pa ra ma than ni ra ya yu ba ka ta ti ku so ya tha du ga hi to a ta me wa nu ka ta ti sa man nhang dup pa ra ma than ni ra ya yu ba ka ta ti như cỏ sa vụn nắm tất bị quả đứt tai hạnh sa môn là tà vại tất bị đọa địa ngục bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu ai người lấy cỏ cu sa nếu tai vụn nắm thịt da cắt lìa hạnh sa môn cũng thế kia dình thân không khéo dao đau lìa chém mình và bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức và kính mời huynh Quách Thanh Á và kính mời huynh ạ. Dạ, sa thu lành thầy, kính cảm ơn Sít Đà Sương Mai. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh Pháp Cú số 311. Cú sô yá thà đu gá hi tô á tà mê vá nu căn tà tì sa man nhang đu ra sa man nhang đu pa ra mát thăng ni ra yá yu pa ká thà tì Cú sô yá thà đu gá hi tô á tà mê vá nu căn tà tì Samanyang duparamathang niraya yupakathati Kusoyatha dukahito athamevanukantati Samanyang duparamathang niraya yupakathati Cú sô yá thà đu gá hi tô á thà mê vá nu căn tá tì sa man nhang đu pa ra ma thăng ni ra yá yô pa ka thá tì Cú sô yá thà đu gá hi tô á thà mê vá nu căn tá tì sa man nhang paramatthang niraya yupakathati kuso yatha dukahito athameva nukantati sa man nhang duparamatthang niraya yupakathati Cú sô yá thà đu gá hi tô á thà mê vá nu căn tá tì sa man nhang đu pa ra ma thăng ni ra ya yu pa ka tha tì Cú sô yá thà đu gá hi tô á thà mê vá nu căn tá tì sa man nhang đu pa ra ma thăng Ni ra ya yu pa ka tha ti Như cỏ sa vụn nắm tất bị hỏa đứt tay hành sa môn tà vậy tất bị đọa địa ngục bản dịch của ngài Minh Châu ai người lấy cỏ cu sa nếu tay vụn nắm thịt da cắt lìa hành sa môn cũng thế kia dìm thân không khéo dao lia chém mình bản phổ thơ của ngài Giới Đức và Nam Mô Phật Tha Giá. Hôm nay thấy các bạn thấy Sít Ca rằng thì cảm ơn vào room mà phải không? Dạ mời Sít cảm ơn nhé.
Và xin cảm ơn. Dạ, xa thú, xa thú, kính cảm ơn Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong bung. Con xin đọc con bài câu pháp cú số 311. Cú sô giá tha đúc giá hi tô ha tha mê hoa nú can tá tí sa manh nhanh sa manh nhanh sa manh nhanh đúc pá ra mát thăng ní rá gia. Đọc chữ này không được. Ni ra dây út ú bá khát thá tí cú sô giá thà đúc giá hí tô hát thá mê hoa nú cam tá tí sa manh nhan đúc bá ra mát thăng ni ra dê ú bá cá thá tí cú sô giá tha đúc giá hí tô hát thá mê hoa nú can tá tí sa manh nhan đúc bá ra mát thăng ní ra dê ú bá cá thá tí như cỏ sa cũng biển bệnh có cú xá nếu vụng tay nắm thịt da cắt lìa hạnh sa môn cũng thế dình thân không khéo dao lìa chém mình bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và trong nhân đã ôn bài xong muốn mời bằng tay của Xích Nhật Quỳnh. Sa thú kính cảm ơn, cảm vâng. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính lĩnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Khánh An nhờ vào đạo tràng. Dạ cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không, cô tu nữ Tệ Duyên? Nam mô Bụt Tha Giá, dạ cô nghe được âm thanh Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh kính mời bàn tay cô ông bài trước ạ, mời kính mời cô. Sa thú lành thay, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, Tự nhiên kính chào đạo tràng. Và bây giờ Tự nhiên xin đọc kinh pháp cú số 311. Dạ, cảm ơn Bụt Tha Giá. Cú sô giá tha đúc gái tô hát tha mê hoa căn tát tị sa manh nhân đức ba mắt thần ni ra già ubadatthati cu so ya tha dukkha hito an tha me wa nu căn ta ti sa manh nhân đức ba
ra ma ni ra ya ni ra ya o ya yo ba ka tha ti cái uống này nó dính dính mình tự nhìn thấy không có rõ nè. Cú sô ya tha đục ga hi tô hát tha mê hoa nu căn ta ti sa manh nhăn đục ba ra mắt thăng ni ra ya yu ba cập tha ti như cỏ xa vụn nắm tất bị hòa đứt tay hạnh sa môn tà vậy tất bị đọa địa ngục. Phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Ai người lấy cỏ cu sa nếu tay vụn nắm thịt da cắt đìa hạnh sa môn cũng thế kia nhìn thân không khéo giao lia chém mình. Dạ, phổ thơ này của hòa thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ để trở lại mời sức Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên rất là nhiều. Giờ vào là bị Nhật Quỳnh níu y rồi. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh 311. Dạ cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á cho bài học. Cú sô gia thà đúc ca hi tô hạt tham mê qua đúc canh tát tí sa manh nhăn đúc ba ra mặt thăng đi ra già dư ba cát thạch tí cú sơ gia thà đúc ca hi tô hạt tháp mê qua nu can tát ti sa man nhăn đúc ba ra mặt thằng ni ra già du ba cát thạch tí như cỏ sa vụn nắm tất bị hỏa đứt tai hạnh sa môn tà vại tất bị đọ địa ngục. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Cú sơ gia thà đúc ca hi tô hạt tháp mê qua nụ cảnh ta ti sa mạnh nhân đúc bà ra mặt thăng đi ra gia du bà cát tha ti cù sô gia tha đục ga hi tô a ta mê qua nụ cảnh ta ti sa mạnh nhân đúc bà ra mặt thăng đi ra gia du bà cạp tha ti. Ai người lấy cỏ cu sa níu tay vụn nắm thịt da cắt lìa hạnh sa môn cũng thế kia nhìn thân không khéo giao lia chém mình. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Cảm ơn Quỳnh Bát Thanh Á Xích Sương Mai Cô Ái Minh Xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Chúng cũng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã trùng với chúng con tiên phong ung bài Pháp Cú Kinh số 311. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu Pháp Cú Kinh 312. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt ông giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương
Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lần thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh nhài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tội mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa cao khắp của kinh 312. Chực Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính lễ chư tăng, kính chào tất cả quý vị trong diễn đàn kinh cứu chuyên đề trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết thông tin âm thanh được rõ. Vì hiện tại trời cũng đang mưa ở khu vực Đạt đang ở, cho nên mong rằng cái buổi học ngày hôm nay sẽ không có bị gián đoạn bởi cái đường truyền Internet. Quý vị cũng cầu nguyện. Dạ, trước khi đi vào cái bài học, buổi học ngày hôm nay thì kinh thỉnh chư tăng và quý vị chúng ta hãy hướng về tâm bảo để đảnh lễ tấm tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadhemi sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppadipanno bhagavato savaka sangho Sankhang Namami. Dạ, kính đảnh lễ chư tăng và mến chào quý vị. Buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái câu pháp cú kệ ngôn số 312. Và câu pháp cú kệ ngôn số 312 này thuộc về nhóm câu ba câu pháp cú có cùng một cái duyên sự đối với một vị tỳ kheo Dupa Cha Bhikkhu. Trước tiên thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú 312 này. Câu pháp cú số 312 có nội dung như sau: Yang kin chi si thi lang kamang sang kilit thanh cha yang wa tang sang ka sarang brahmachari yang na tang ho ti mahapalang. Sống phóng đảng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi sao chứng được quả lớn. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Hành động thì buông lung, tu tập bị ô nhiễm, phạm hạnh có sự đáng ngờ, các điều ấy là không có quả báo lớn. Bản dịch văn xuôi của Ngài In Na Chanh Na Chánh Thân. Và
mông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Chúng ta sẽ điểm qua về ngữ vựng của câu kệ Ngôn Pháp Cú số 312 này. Mong rằng sau khi học về những cái câu kệ Ngôn Pháp Cú thì chúng ta cũng bắt đầu làm quen được với những cái chữ, câu chữ Pali, và làm quen với lại cái cách hành văn trong thể thơ trong Pali. Thứ nhất là câu Yang Kin Chi Si Thi Lang Cam Mang. Yang Kin Chi Si Thi Lang Cam Mang. Yang nghĩa là cái đó. Dạ. Kin Chi, bất cứ cái nào. Sĩ thi lăng, sĩ thi lăng lỏng lẻo. Căm măng, có nghĩa hành động. Cái từ này thì chúng ta quen vậy ha, chúng ta quen với cái từ căm măng này rồi, từ căm má, căm má, nghiệp hay là hành động. Và câu thứ hai đó là sang ki lít thanh cha yang quá tăng. Sang ki lít thanh, thưa quý vị, đó là ở đây người dịch đó là đã bị cấu uế hay là ô nhiễm đó. Đã bị cấu uế, ô nhiễm. Thứ hai đó là dân, dân là cái đó. Quá tăng, quá tăng nghĩa là cái sự thọ trì. Ở trong văn su thì mình dịch là tu tập hay là phạm hạnh, dạ không, giới hả? Có sự thọ trì hay là tu tập. Tại vì khi mà chúng ta đọc văn xuôi hay là văn thơ đó, nhưng mà truy về cái từ điển đó, thì nó lại có cái nghĩa khái quát hơn. Và câu thứ ba đó là Sankasarang Brahmachariyang, sống phạm hạnh đáng nghi. Sống phạm hạnh đáng nghi. Brahmachariyang có nghĩa là phạm hạnh. Chữ phạm hạnh này được ghép như thế, quý vị. Chữ phạm, chữ Brahma, phạm thiên chẳng hạn. Brahma thì vâng. Brahma chariya, chariya là hạnh. Mình chúng ta nhớ cái bài Ân Đức Phật có cái từ là minh hạnh, vicha charana sampanno, minh hạnh túc, sampanno là túc, là đầy đủ. Vicha là minh, charana là hạnh. Chúng ta gặp cái từ này khi gặp là brahmacharya, brahma là phạm, charya là hạnh, được ghép lại thành phạm hạnh. Hạnh là thực hành đó. Rồi chúng ta đi vào câu cuối cùng là câu thứ tư, Na tăng hô tí ma hấp pha lăng. Ma hấp pha lăng, ná đây ám chỉ cho cái ná ám chỉ cho không, có nghĩa là không. Tăng có nghĩa là cái đó. Lúc nãy chúng ta gặp ở từ dân cũng là cái đó, tăng cũng là cái đó. Thực ra cái cặp từ này thường được sử dụng chung để ám chỉ cái này, cái kia, cái đó, cái nọ. Cái này có thì cái kia có, cái này mất thì cái kia mất. Dân tăng, giá tá
cặp từ gia tá, đại từ quan hệ đó. Thì chúng ta đi vào cái câu tăng hô tí. Hô tí là động từ trợ động từ, có nghĩa là thì. Nó tương đương với là cái động từ chúng ta sử dụng trong tiếng Anh mà hay thường dùng, đó là động từ to be. Mahapalang, Mahapalang là quả lớn. Maha là lớn, đại. Phala là quả. Maggapala, đạo quả. Maga là đạo, phala là quả. Rồi vậy như vậy chúng ta đã đi điểm sơ qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 312. À, thật sự thì thưa quý vị, thì khi mà học về ngữ vựng đó, thì thật sự ra thì ở đây diễn đàn này chúng ta không có quá đặt nặng về cái phần ngữ vựng và ngữ pháp, cho nên chúng ta chỉ điểm sơ qua về nghĩa. Chúng ta thấy là cũng rất là dễ khi mà chúng ta tìm nghĩa của từng cái câu chữ ở trong cái câu kệ phong pháp cú. Nhưng mà khi mà đi sâu vào ngữ pháp thì nó sẽ có những cái vấn đề cần phải tìm hiểu lâu hơn. Nhưng đó là về sau đi. Bây giờ thì chúng ta chỉ học chỉ bấy nhiêu thôi. Một lần nữa câu kệ ngôn 312, câu pháp cú. Yang kin chi si thi lang cam bang sang ke lết than cha yang hoa tăng sang ca sa rang brahma cha ri yang na tăng hổ ti mahapalang. Sống phóng đảng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phẩm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Cái câu kệ ngôn pháp cú này đi về đại tí xíu. Dạ đúng rồi. Câu kệ ngôn pháp cú 312 này nằm trong nhóm câu kệ ngôn nhóm 3 câu kệ ngôn 311, 312 và 313. Vì có cùng một duyên sự, chúng ta được học ở cái bài học trước là 311 rồi. Nhưng để đầy đủ trong cái việc mà chúng ta học mỗi một ngày như vậy thì Thịnh Đạt cũng xin được lặp lại cái phần duyên sự. Riêng cái phần duyên sự ngày hôm nay thì thưa quý vị là nó có hai vấn đề rất là nhạy cảm. Phải nói là cái đề pháp, cái duyên sự này nó rất là nhạy cảm ở hai cái vấn đề. Thứ nhất, nhạy cảm về cái sự tu tập. Dạ không. Thứ nhất là nhạy cảm về cái phần giữ gìn giới luật. Và thứ hai đó là nhạy cảm về cái phần tu tập. Thì nó nhạy cảm như thế nào thì một lát nữa Tịnh Đạt sẽ trình bày với quý vị sau. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tựa được đặt cho cái duyên sự này. Ở trong chú giải của Ngài Pháp Minh á, thì dùng là trì khưu đa ngôn. Nhưng thưa quý vị thì chữ dupaccha bhikkhu, để trình cho quý vị thấy nha. Dupaccha bhikkhu. Dupaccha bhikkhu này không phải là đa ngôn. Dupaccha bhikkhu được hình thành từ chữ tiếp vị ngữ đúng cộng với lại quá chát. Có nghĩa là cái người khó dạy, khó bảo, mà trong cái từ điển có dùng cái từ là nan giáo. Cái từ nan giáo, gian nan giáo dưỡng, gian nan ha. Và cái từ này đúng với cái nghĩa dupaccha bhikkhu, phải là một cái vị khó dạy, khó bảo, nó mới hợp tình hợp lý trong cái ngữ cảnh này, trong cái duyên sự của ba câu pháp cú này.
nếu mà chúng ta đọc và vị tỳ khưu đa ngôn á, thì chưa có nói lên cái hết cái nội dung ở trong câu pháp cú này. Thực sự ra thì cái câu pháp cú này lại chạy đâu mất rồi. Được nhóm câu 3 câu kệ ngôn này Đức Phật ngài thuyết khi ngài lưu trú tại Chitavana, đề cập đến một cái vị tỳ khưu, mình dùng lại cái từ Pali ha, để cho chúng ta nắm được là Dupaccha Bhikkhu, vị tỳ khưu Dupaccha là vị tỳ khưu khó bảo đó, khó dạy dỗ. Tương truyền rằng vị tỳ khưu không có đề cập đến tên á, chỉ là nói vị tỳ khưu có cái tính khó bảo khó dạy đó, đã bứt những cái cọng cỏ khi dọn dẹp vệ sinh hay là trong cái xung quanh những cái liêu phòng, vị đó đã làm cỏ đó, làm cỏ hay cắt kiển chẳng hạn, trong cái thời bây giờ chúng ta cũng hay gặp đó. Cho nên Tịnh Đạt cũng nói là rất là nhạy cảm trong cái vấn đề mà giữ gìn giới luật liên quan đến vị tỳ kheo. Cho nên Tịnh Đạt sẽ cố gắng trình bày làm sao cho quý vị thông cảm, hiểu được và có cái nhìn không có bắt bẻ. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ rất là dễ rơi vào cái trường hợp là soi mói để mà bắt bẻ những cái vị tỳ kheo. Tội nghiệp quý vị. Chúng ta có cái lòng bảo vệ pháp thì chúng ta tìm cách để mà giúp đỡ chư tăng giữ gìn giới luật, chứ chúng ta đừng có học giới luật để mà nhằm để tỏ vẻ kiến thức hay là nhằm để gây khó dễ cho những cái vị xuất gia. Thì thưa quý vị, thì cái vị tỳ kheo này Dupaccha Bhikkhu này á, dọn dẹp vệ sinh, nhổ cỏ, cắt kiển chẳng hạn, như vậy có phạm luật hay không? Tại vì trong luật có vị xuất gia tỳ kheo thì không có được phép cắt cây, tỉa cành hay là làm cỏ, nhổ cỏ. Đây là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Không có được phép ở đây là không phải là hoàn toàn không được phép. Thưa quý vị, mình hãy có một cái nhìn hoàn toàn không có được phép á, thì không phải là vậy. Và khi mà cắt cây kiển nhổ cỏ á, không phải là một cái giới gọi là giới trọng, không phải là một cái giới trọng nặng nề, khi mà phạm á, thì phải hành phạt rất là nhiều thứ vân vân, không phải như vậy. Cây nhổ cỏ thì đó là một cái giới khinh, tiểu giới. Sở dĩ mà Đức Phật ngày không có cho phép các vị tỳ kheo làm như vậy có nguyên nhân. Khi mà chúng ta tìm hiểu luật đó, nó hay cái điểm đó là chúng ta sẽ học được cái nguyên nhân tại sao mà Đức Phật ngày cấm, chứ không phải là khi không mà ngài để cấm. Và đó là một trong những cái cách mà Đức Phật ngày không có ban hành giới luật trước khi những cái vị xuất gia vi phạm. Đây là một cách rất là tân tiến để giáo dục. Nếu mà Đức Phật ngày ban hành trước, quý vị nghĩ như thế nào? Có thể hàng đệ tử hay là cái người ta không thích về Phật giáo thì người ta sẽ nói rằng Đức Phật là một cái người áp đặt. Trừ khi nào những cái vị xuất gia đệ tử phạm ngay cả những cái giới trọng, giới khinh thì do cái sự bàn tán, sự chê trách, cái sự bất lợi đối với những cái vị xuất gia đó, thì Đức Phật ngài mới rầy và ngài chế định giới luật. Thì cái điều này cũng vậy. Thì cái vị Dupaccha Bhikkhu này cắt cây nhổ cỏ và cảm thấy là như vậy là không có được phải phép, cho nên đã trình đến một cái vị sư bạn cũng như là lời sám hối
Thì quý vị biết là trong giới luật cái vị xuất gia đó thì có những cái lỗi sám hối được, có những cái lỗi sám hối nhưng mà phải kèm theo cái hình phạt, và có những cái lỗi là không thể nào sám hối. Không thể nào sám hối thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lỗi này có thể sám hối. Sám hối ở đây là nêu lên cái sự nghi ngờ về cái việc mình làm đó, hoặc là mình có cái sự khắc phục về sau, chứ không phải sám hối là nghe theo cái kiểu hiểu phổ thông là xá tội hay là rửa tội. Sám hối để cho cái giới luật nó trở lại trang nghiêm và có cái sự tinh tấn để khắc phục về sau. Thì sau khi mà sám hối đó thì các vị sư bạn nó mới bảo rằng hãy khắc phục về sau, thì bây giờ cái việc đó thì cũng không có quá quan trọng, cho nên cũng không cần phải quá là để ý mà ảnh hưởng đến cái việc tu hành của mình. Dạ, thì các vị sư bạn đó cũng có cái lời khuyên như vậy. Thì ở trong chú giải của Ngài Pháp Minh á, thật sự ra thì sư Tịnh Đạt có tìm hiểu thêm một cái bản chú giải về cái kinh Pháp Cú này, đó là bản chú giải Tích Truyền ở trên cái trang web gọi là, cái trang web này không có tên, tipitaka.net. Dạ, tipitaka.net, thì để copy cho quý vị, quý vị nào có thể tìm hiểu thêm. Cái bản trang web này thì có thêm một số thông tin mà trong bản của Ngài Pháp Minh Tịnh Đạt nhận thấy là không có ghi. Thì sau khi tỏ cái lời sám hối và được cái lời khuyến khích của quý vị sư bạn đó, thì cái vị tỳ khưu này cảm thấy là ôi, cái việc mà cắt cây nhổ kiển là cái việc giới khinh nhỏ bé, cũng không cần thiết phải quá quan tâm. Cũng như cái lời của ông vị sư bạn, thì mỗi khi mình làm đó thì mình chỉ cần sám hối là xong. Theo cái suy nghĩ đó, cho nên cái ông, mình gọi là cái ông đi, ông Đức Bát Chánh Thích Khú này tỏ vẻ là xem thường cái giới luật mà Đức Phật Ngài đã ban hành, tỏ vẻ là không có còn quá quan trọng trong cái việc gìn giữ cái việc mà cắt cây kiển hay nhổ cỏ nữa, mà rất là thoải mái để làm. Thì cái này đến tai Đức Phật, cái việc này đến tai Đức Phật, thì Đức Phật lúc đó Ngài mới khiển trách, Ngài mới rầy ông cái vị tỳ khưu Đức Bát Chánh khó dạy này. Đức Phật Ngài rầy xong đó, Ngài đã đọc lên ba cái câu kệ Môn Pháp Cú này. Thì quý vị thấy là cái ý nghĩa của cái duyên sự nó quan trọng lắm. Ba cái câu kệ Ngôn Pháp Cú này nhằm mục đích, cái câu thứ nhất, cái câu 311 đó là cái câu ví dụ. Câu thứ hai là cái câu khuyên răn 312 đó. Câu thứ 313 đó là cái câu mà chỉ cách để mà tinh tấn tu hành. Chứ thật ra cái việc mà nhổ cỏ cứu xá không, nó không có nằm liên quan đến cái vị tỳ khưu này. Thì sau khi cái lời khiển trách và dạy dỗ khuyến nhắc của Đức Phật đó, qua ba câu kệ ngôn này á, thì trong cái bản tipitaka.net á, có thêm một dòng, đó là sau khi lắng nghe những cái lời sách tấn của Đức Phật, cái vị tỳ kheo này sau đó đã trở nên rất là kỹ lưỡng
trong cái việc gìn giữ giới luật của mình, và ngay cả những cái việc giới luật khinh nhỏ bé, hay là fundamental precept đó, ở đây gọi là những giới luật căn bản của một vị tỳ kheo, thì một thời gian trao dồi trong cái việc mà thực hành thiền định, vị này đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Sau cái thời pháp thì chưa đâu, nhưng mà sau cái sự khắc phục lỗi lầm qua cái lời khiển trách và sách tấn của Đức Phật, cái vị tỳ kheo này đã cố gắng nỗ lực để mà gìn giữ giới luật. Thì quý vị biết là giới nó quan trọng, nhiều cách trình bày cái quan trọng của giới. Nhất là chúng ta khi mà thọ trì giới bát quan, thọ trì tam quy và ngũ giới, thì chúng ta có được nghe các vị thầy tế độ nhắc một câu đó. Sile na sukatin yanti, sile na phoka sampada, sile na niputin yanti, sile na niputin yanti. Nhờ giới mà đạt được niết bàn, được đạo quả niết bàn. Thì giới là căn bản. Nếu giới không có được kiên cố vững vàng thì sẽ khó để mà thực hành qua những cái pháp môn như là thiền định. Và khi mà khó phát triển được thiền định thì không thể nào mà phát triển được cái tuệ, tuệ minh sát. Thì những cái vị tỳ kheo Đức Bát Chá này sau khi được sửa sai, khuyến khích sách tấn, đã cố gắng nỗ lực để mà hành trì đúng theo cái lời dạy Đức Phật, và kết quả là vị này đã đạt được cái lợi ích cao thượng là chứng được quả vị đạo quả A-la-hán, đạo A-la-hán quả, trở thành một vị thánh vô lậu. Ở đây có hai cái vấn đề giống như là tình trạng trình bày ban đầu đó, rất là nhạy cảm về cái phần giới luật, và nhạy cảm thứ hai đó là về phần tu tập. Mà trước khi đi vào hai cái phần này thì Tịnh Đạt muốn là đi sơ qua về những cái thứ liên quan ở trong cái duyên sự. Thứ nhất đó là nguồn gốc của vị tỳ khưu này, và thứ hai liên quan đến một cái loài cỏ cú xá mà trong câu kệ ngôn 311 mà chúng ta đã đọc đó, cú sô gia tha đúc ca hi tô, là cỏ cú xá đó. Cỏ cú xá này tại thời điểm Ấn Độ vẫn còn rất là nhiều. Khi mà chúng ta hành hương, nhất là tại Bồ Đề Đậu Tràng, cỏ cú xá này cũng là loại cỏ mà Đức Phật ngày dùng để làm cái bồ đoàn. Lúc đó thì một cái ông hoặc là một cậu bé gì đó đã dâng lên Đức Phật. Lúc đó thì chưa thành Phật, đang là một vị khổ hành, tu khổ hành, một cái tám bó cỏ để mà làm cái bồ đoàn ở dưới cội bồ đề đó, thưa quý vị. Thì đó cũng là cái cỏ cú xá này. Và cái cỏ cú xá này, cái hình thù nó thì nó gần giống như là cái cây cỏ lao, hay là cây sậy, cái cỏ mà cái lá dài như ở bên Việt Nam mình đó. Thì bảo rằng khi mà cái loài cỏ bé nhỏ như vậy đó, nếu mà cái người không khéo thì vẫn bị nó làm hại. Khi mà bứt nó, nhổ nó, có thể là bị cắt đứt tay. Thì cũng vậy, nếu mà giới luật khinh nhỏ bé mà không khéo hành trì thì nó sẽ đem lại cái tai họa rất là lớn. Ở đây nó không nhằm nói lên đó là cái tai họa như là những cái giới trọng, cái giới sát sanh, giới trộm cắp, cái giới tà dâm, hay giới nói dối, hay giới uống rượu, hay là cái giới trọng của các vị xuất gia, mà là nói về cái việc mà làm cho cản trở cái việc tu tập, nhất là trong cái việc tu tập thiền định.
thì nhạy trong thời điểm hiện tại thì thưa quý vị, các vị xuất gia đó, nếu quý vị có tìm hiểu về 227 giới của vị tỳ kheo hay là những cái pháp hành phận sự vân vân, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái chi tiết rất rất là nhỏ mà ảnh hưởng trong cái đời sống của một vị xuất gia, mà ngay trong cái thời điểm này thì rất là dễ phạm, rất là dễ mắc phải nếu nếu mà cái vị xuất gia đó có cái sự dễ vui. Và thì cái mấu chốt quan trọng cả hai vấn đề nhạy cảm trong cái việc mà gìn giữ giới luật và nhạy cảm trong cái việc tu tập, đó là cái sự dễ vui, và đó cũng là cái điều mà Tịnh Đạt cũng muốn xin gửi đến đạo tràng trong pháp cú chuyên đề bài học ngày hôm nay. Cái sự dễ vui nó tác hại. Hình như là có cái vị nào đang và nó có cái tác hại rất là lớn nếu mà chúng ta cứ ỷ lại hoặc là phớt lờ. Hình như có vị nào trong cái list mà cứ online rồi tắt. Đại Đức Pháp Tính. Dạ, thì nó có tác hại rất là to lớn và mang lại cái hậu quả rất là lớn trong cái việc mà dễ vui. Khoan đã, còn một cái chi tiết nữa liên quan đến cái cỏ cú xá mà Tịnh Đạt cũng muốn trình bày với quý vị ở đây. Tại vì trong cái lúc mà tìm hiểu đó thì có tình cờ thấy một cái đoạn kinh ở trong chú giải nói về cái cỏ cú xá này mà Tịnh Đạt cũng chưa có lần nào thấy qua, và cũng xin trình bày để quý vị chúng ta tìm hiểu. Đó là một cái bài viết của ngài Minh Đức Triệu Tâm Ảnh về các loại cỏ. Thì ở đây được nêu tên cái người mà dâng tám bó cỏ đến Đức Bồ Tát trước khi thành Phật đó, đó là Sotthiya. Và về sau cái người này cũng xuất gia vào trong giáo pháp gọi là vị tỳ khưu Sotthiya. Thì một lần đi ngang những cái đám cỏ thì Đức Phật ngài đã gọi tỳ khưu Sotthiya, ngài bảo rằng á, này Sotthiya, có những loại cỏ nào ở trong trong lúc mà ông đã dâng cho Như Lai tám bó cỏ để làm cái bồ đoàn đó, cái chỗ ngồi để hành đạo, thì ông Sotthiya này có trình bày có rất là nhiều loại cỏ, nhưng mà riêng về cõi cú xá thì có mùi thơm, có cái sự dẻo dai, lâu có hư mục. Thì trong các loại cỏ khác đó, thì như là cỏ hôi, cỏ đắng, cỏ độc, cỏ thơm, cỏ nhuận trường, cỏ táo bón, cỏ gai, cỏ không gai, cỏ mật, vân vân. Thì khi mà trình bày như vậy, Đức Phật ngài đã nói lên một cái bài pháp gần như là tương đương với các loại cỏ mà tỳ khưu Sotthiya trình bày. Đức Phật ngài nói là trong giáo pháp của Đức Phật cũng có những cái pháp có mùi hôi, những cái pháp có vị đắng, những cái pháp có vị độc, những cái pháp có vị mùi, có mùi thơm, gần như là những giống như là các loại cỏ trong cái thế gian như vậy đó, đại diện như là các cái điều. Cỏ có mùi hôi là cỏ như thế nào? Đấy là những người không có giới đức, sống trược hành, sống ác hành mà lại muốn lập tông, lập giáo, làm đạo sư, làm chân sư, vân vân. Tưởng mình là ngôi sao,
nói lời ấy, pháp ấy luôn tỏ ra mùi hôi, mùi ác quế, mùi thô tục. Phải nên tránh xa, không nên gần gũi. Pháp nào là pháp có vị độc, thường ví như là cột beo rắn rít. Các trạng thái tâm như là hận thù, tàn bạo, độc ác, hung dữ, là những thứ độc hại, vân vân. Thì đó là cái bài viết mà liên quan đến cái cỏ cú xá. Sẵn ở đây Tịnh Đạt cũng xin trình bày để quý vị chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Dạ, đây là cái đường link. Và quay lại cái buổi học đề tài ngày hôm nay, đó là cái việc mà dễ vui. Dễ vui trong cái việc gìn giữ giới luật, và cái dễ vui trong cái việc mà chúng ta tu tập. Ở trong những đưa pháp hành đưa đến bình an của Ngài Thiền Sư Upandita, có một cái chi pháp, một cái chương đó là tinh tấn về dễ vui. Thì ở đây đó là cái việc mà Ngài nói lên cái việc dễ vui trong cái pháp tu tập. Phải nói là khi mà chúng ta hành thiền đó, thì thường là các thiền sinh sẽ chuẩn bị tâm lý rất là sẵn sàng khi vào cái khóa thiền. Và những cái ngày đầu trong cái khóa thiền đó, thì hầu hết là các thiền sinh đều tuân thủ theo cái lịch trình trong cái khóa thiền đó rất là tốt, và cũng như là giữ gìn được cái chánh niệm trong cái giờ thiền, kinh hành hay là trong lúc ngồi là tốt. Nhưng sau đó thì có những cái điều xảy ra, có những cái điều xảy ra mà làm cho cái thiền sinh trở nên cảm thấy là không có thể tinh tấn được nữa, không có thể tinh tấn được nữa. Cái sự dễ vui đã xuất hiện ở trong cái vị thiền sinh đó. Cái sự dễ vui nó ảnh hưởng trong cái sinh hoạt. Thí dụ như là buổi sáng 4 giờ thì bắt đầu trễ nải hơn, không có lên đúng giờ. Rồi một tiếng kinh hành, một tiếng ngồi thiền thì không có hoàn thành tốt, tầm khoảng 30 phút là xả thiền. Rồi trong cái lúc mà ngồi thiền như vậy thì cái tâm dễ vui, chảnh mãn, lười biếng nó xuất hiện, làm cho cái việc mà theo dõi hơi thở hay là theo dõi phòng xịp nó cũng trở thành khó khăn hơn. Và đó là cái pháp chướng ngại trong cái việc tu hành. Trong cái việc tu hành, mà cụ thể đó là trong cái việc mà chúng ta theo dõi tâm, theo dõi hơi thở hay là giữ chánh niệm. Thì Ngài Thiền Sư Upandita có khuyên các thiền sinh á, thì lúc đó chúng ta hãy cố gắng vận dụng, cố gắng vận dụng cái tinh tấn. Ở đây Ngài trình bày có ba sự tinh tấn là Arambhatthatu, tinh tấn khởi động, tinh tấn triển khai là Nikkhamatthatu, và tinh tấn hoàn thành là Parakkamatthatu. Parakkamatthatu. Thì Ngài khuyên khi mà có những cái dấu hiệu như vậy đó, thì cũng nên triển khai và tập lại từ đầu, từ cái bước 1 là tinh tấn khởi động Arambhatthatu, để cho chúng ta bắt nhịp lại. Bởi vì cái sự lười biếng và tinh tấn nó len lỏi ở trong từng cái suy nghĩ, từng cái hành động nhỏ nhoi. Ví dụ như là mỗi lúc mà giờ hành thiền đó, thì chúng ta nghĩ là trễ hơn cũng không có sao, rồi nghỉ sớm cũng không có sao,
hay là mệt quá, sức khỏe thì yếu, cho nên thôi không có theo hết được các thì giờ thiền ở trong khóa thiền, nghỉ để giữ sức khỏe, hay là bởi vì trời mưa, trời nắng, chúng ta sợ ảnh hưởng sức khỏe, rồi tiếp tục không có lên cái thiền đường, rồi ăn quá no thì chúng ta cảm thấy là mệt, không có đủ cái kiên nhẫn hay là buồn ngủ, nó làm cho chúng ta lừa giả dười, rồi chúng ta hãy đi ngủ cho tỉnh táo. Thì những cái dễ vui nhỏ như vậy đó, nó sẽ một ngày tích tụ, và tích tụ cho nên đến nỗi mà 10 ngày trong khóa thiền chúng ta cũng không có theo được. Được 5 ngày, 7 ngày thì chúng ta lại xin thiền sư là nhà con có việc, rồi con có việc, mẹ cha con có việc, con phải về, con không có thể kết thúc cái khóa thiền đủ 10 ngày như lời hứa ban đầu. Thì đó là những cái khó khăn mà do cái sự dễ vui từng chút nó len lỏi trong cái tâm, trong cái suy nghĩ, trong cái hành động, và chúng ta cần hết sức để ý, đề phòng. Bởi vì dễ vui nó có thể dẫn đến cái việc mà chúng ta làm điều quấy, và dễ vui nó sẽ dẫn đến hạn chế chúng ta làm điều thiện. Dễ vui trong cái điều quấy đó thì chúng ta cũng đã biết rồi, nhất là trong ngũ giới đó, giới thứ năm lại dễ vui uống rượu và các chất say đó. Thì thật ra cái việc mà dễ vui để mà chúng ta làm các cái điều quấy đó, nó tác hại rất là nhiều. Bởi vì khi mà dễ vui làm trong các cái điều quấy, chúng ta có cái đó, không có cái ý thức. Cái việc mà thiền, các vị thiền sinh dễ vui, lười biếng hay là buồn ngủ mà ít có lên hành thiền, thì cái việc dễ vui đó nó không có gây tác hại, nó chỉ làm giảm cái khả năng tạo thiện phước, giảm cái khả năng giữ chánh niệm. Còn cái dễ vui đó là cái việc dễ vui ý thức. Còn cái việc dễ vui mà không có ý thức đó, thì chúng ta nghĩ là vui trong cái cuộc hội họp, nói chuyện không có mang lợi ích, và dễ vui trong cái việc mà tụ họp uống say nhậu xỉn, hay dễ vui trong cái việc mà đi câu cá, trong cái việc giống như là giải trí. Thì cái dễ vui là cái dễ vui mất ý thức, mất ý thức trong cái việc mà tạo bất thiện pháp. Thì quý vị biết là khi mình làm những cái điều bất thiện mà mất ý thức như vậy đó, thì chúng ta không biết chúng ta đang làm sai, làm quấy, mà chúng ta làm trong cái việc mà enjoy đó, chúng ta làm bằng cả một cái sự vui thích ở trong đó, thì điều bất thiện nó rất là mạnh. Cái tâm bất thiện chúng ta làm nó rất là mạnh. Và cái dễ vui này nó cũng trong cái việc dễ vui có ý thức và không ý thức, nó cũng mang một cái ý nghĩa trong cái giữ gìn giới luật. Thưa quý vị, trong cái đời sống hiện tại các vị chư tăng đó, thì các vị có thể, nhiều người tìm hiểu giới luật đó, có cái nhìn khắt khe. Tại sao các vị xuất gia lại làm cái chuyện giống như là người cư sĩ tại gia? Thưa quý vị, thì chính vì vậy cho nên cái vị xuất gia đó cần phải và chắc chắn là phải tìm hiểu cho kỹ về cái phần giới luật đó. Bởi vì sao? Khi mà mình phạm đó, mình không biết mình phạm, mình làm một cách vô tư, thì quả thật là điều đáng trách đối với vị tỳ khưu. Còn mà có vị tỳ khưu mà mình hiểu rồi đó, mình làm, mình biết mình sai, nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, hay là mình làm mà mình ý thức được cái việc làm mình nó không có gây tác hại
đến cái bản thân mình hoặc là người môi trường xung quanh, thì cái việc làm đó đó nó được ý thức cản trở và sẽ khắc phục về sau nếu có cái điều kiện tốt hơn. Thí dụ như bây giờ sống ở trong chùa mà không có cư sĩ giúp việc, hộ giúp đỡ chư tăng, không có những cái Phật tử thân cận ở gần chùa, hay là các cái vị cư sĩ mà chúng ta đến thăm chùa thường xuyên, thì bây giờ cái việc mà dọn dẹp vệ sinh thì tránh, làm sao tránh khỏi cái việc mà quét cỏ hay là nhổ cỏ hay là cắt tỉa cành lá. Nhưng mà mình làm với cái việc đó, mình ý thức là cái việc làm này để sạch sẽ vệ sinh, chứ không phải là cố tình để mà phạm luật. Nhưng mà trong trường hợp các vị đệ Phật tử cư sĩ mà đến chùa làm giùm các vị thì xuất gia, thì các vị đó sẽ không có cái cớ gì mà lại dành công việc đó cho các vị cư sĩ. Còn như nếu mà không có tìm hiểu kỹ đó, thì làm cùng nhau làm còn mạnh tay nữa, làm còn khuyến khích nữa, thì cái việc đó là việc không có nên. Cho nên Tịnh Đạt trình bày ở đây giống như là cái sự nhạy cảm trong cái việc gìn giữ giới luật đó, là cái việc dễ vui, nhưng phải có cái sự tìm hiểu cho cặn kẽ, nó rõ hơn, đó là ý thức trong cái việc dễ vui của mình, và thứ hai đó là nhạy cảm trong cái việc tu tập, đó là cái sự dễ vui để mình biết rằng mình đang thối thất cái tinh tấn, và quan trọng hơn là dễ vui mà thối thất trong cái tinh tấn làm pháp đó nó còn chấp nhận được, còn mà dễ vui để mà phóng túng trong các cái bất thiện pháp đó, thì quả là một cái điều rất là đáng khiển trách và rất là tội nghiệp cho cái người đó. Giống như là cái vị tỳ khưu trong cái duyên sự này, Đức Bá Chá Thiết Khú đó, cái vị này dễ vui trong cái việc mà phạm cái giới luật mà Đức Phật Ngài đã ban hành, tuy là đó là cái điều giới luật khinh thôi, nhỏ bé thôi, vì nghĩ rằng cái việc này làm sám hối là xong, không có gì để mà lo ngại, không có gì để mà quan tâm hết. Ban đầu thì làm với một cái ý e dè, làm như vậy có được hay không, có nên hay không, rồi trình cho cái vị sư bạn. Về sau thì không còn đắn đo nữa, không còn đắn đo nữa. Cho nên làm với một cái sự bất chấp trên Đức Phật Ngài đã rầy, Ngài đã rầy, dù là cái giới nhỏ nhưng mà cũng không được khinh, cũng không được coi thường, không được coi thường mà phạm. Bởi vì khi mà mình coi thường như vậy, mình đang cái việc đó là đang nuôi dưỡng, quý vị cũng đang cũng nhớ cái chỗ này. Từ cái việc thiện hay là việc bất thiện đều có cái sự nuôi dưỡng, giống như chúng ta nuôi dưỡng một cái đứa trẻ như vậy đó. Chúng ta cho đứa trẻ ăn cái gì, uống cái gì, và giáo dục đứa trẻ như thế nào, thì cái tâm thiện, cái tâm bất thiện nó cũng y như vậy. Cái tâm thiện nó cũng có thức ăn của tâm thiện, cái tâm bất thiện nó cũng có thức ăn của tâm bất thiện. Nếu chúng ta cứ nuôi dưỡng, chúng ta không có bận tâm, thì tự nhiên cái tâm đó nó sẽ trở thành quan du, bất kham, và càng ngày càng phiền não nó dày đặc. Thì lúc đó chúng ta cũng không có trách được ai, và chúng ta cũng không có thể nào mà nhờ người khác giúp đỡ được cái gì hết, bởi vì chúng ta nuôi dưỡng nó quá lớn rồi. Chúng ta nuôi dưỡng nó quá lớn rồi. Thì cái sự dễ vui đó có những cách để mà chúng ta khắc phục. Thí dụ như trong cái việc mà giữ giới khó khăn đi, thọ bát quan trai giới, mà khó khăn nhất là cái việc mà chúng ta đói bụng, thì chúng ta đừng có để đồ ăn trong nhà, đừng để đồ ăn trong phòng, hoặc là tới cái ngày bát quan đó chúng ta vào chùa chúng ta ở, thì chắc chắn là chúng ta sẽ dễ giữ gìn cái tám giới đó, nhất là cái giới đói bụng mà ăn phi thời đó.
Hoặc là chúng ta ở nhà đó, chúng ta tới ngày đó chúng ta đóng cửa lại hết, để đồ ăn ở trong phòng, ở trong tủ khóa cửa lại hết, rồi giấu cái chìa khóa đi, để chỗ nào mà khó có thể mà mình dễ dàng lấy, thò tay mình lấy cái bánh, mình lấy cái kẹo, lấy cái đồ ăn, thức ăn đó, làm cho cái không gian nó khó khăn, cái khoảng cách nó cản trở, thì như vậy chúng lười để mà phạm cái không có giữ gìn tròn cái tám giới đó. Hoặc là cái việc mà chúng ta rèn luyện cái sự thu thúc, rèn luyện cái sự thu thúc. Nếu như là ví dụ như là trong cái việc mà chúng ta vui thích xem điện thoại, xem máy tính, xem máy tính bảng vân vân, phim, xem nghe nhạc hay là xem những cái tin tức, thì bây giờ chúng ta thu thúc, chúng ta kiềm chế đi. Bây giờ muốn dữ lắm rồi, muốn xem dữ lắm rồi, muốn nghe dữ lắm rồi, hay là muốn chơi game dữ lắm rồi, nhưng bây giờ chúng ta hãy khoan, cầm lên, chúng ta ngồi 30 giây đến 1 phút đi. Thì cái sự ham, cái sự mà lôi cuốn của cái máy hay cái game hay cái chương trình đó, nó sẽ, phải nói là nó sẽ thôi thúc đến một cái đỉnh điểm, và chúng ta ngồi kiềm chế lại trong vòng 30 giây hoặc 1 phút đó, thì cái đỉnh điểm nó sẽ trôi và nó lắng xuống, và lúc đó chúng ta sẽ có một cái quyết định. Chúng ta sẽ có một quyết định. Và chúng ta nếu mà tập được như vậy đó, thì đối những cái lúc mà quá vui hay là quá buồn đó, chúng ta cũng để cho cái tâm mình nó trôi theo cái cảm xúc đó trong vòng 30 giây hay 1 phút, để mà chúng ta đưa ra quyết định. Chúng ta đừng có đưa ra quyết định mà lúc mà chúng ta quá giận hay là chúng ta quá vui, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc và nó ảnh hưởng đến cái đời sống. Có những cái quyết định vội vã trong cái việc mà quá vui hay quá buồn đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Thì như vậy thì cái bài chia sẻ của Tinh Đạt ở đây liên quan đến cái câu kệ ngôn pháp cú số 312. Thì thật ra thì trong cái việc mà Tịnh Đạt chia sẻ, quan trọng đó là cái phần duyên sự, làm sao để chúng ta hiểu cái duyên sự, tức là cái nguyên nhân mà Đức Phật Ngài nói lên cái câu kệ pháp cú này, đó là đích mà Tịnh Đạt ra trong cái diễn đàn pháp cú kinh chuyên đề này. Bởi vì Tịnh Đạt thấy rằng nó rất là quan trọng, trong cái duyên sự chúng ta hiểu được nguyên nhân, chúng ta hiểu được cái bài học, và chúng ta sẽ học được cái bài học đó. Mong rằng cái bài chia sẻ này sẽ có nhiều cái điều mà quý vị có thể rút ra kinh nghiệm cho mỗi bản thân mình. Và xin kính chúc chư Tăng và quý vị trong đạo tràng luôn luôn có được nhiều cái sức khỏe và tấn hóa trong cái việc thực hành giáo pháp trong lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 312 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến sư. Tất cả các pháp hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tòa minh hạnh, đại đức minh mẫn, đại đức pháp tính, đại đức pháp trang, đại đức tịnh đạt cùng chư tôn đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya devata santi viharawa sini thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Gama cha de sani gama cha isara sappana puta suki tapawan kute cha la mu cha ye pi cha anda sampawa samse da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang ba ti cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ca la sẵn cô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khăn tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm ma cha ri nô quốc thêm sâm phá phu ni ya ma thẩm ma ri yap ba huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã vun tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống.